Những ngày tháng 7 lịch sử, tháng của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong tháng đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đã thực hiện hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, tưởng nhớ, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ từ Côn Đảo tới mảnh đất Quảng Trị miền Trung, nơi mỗi tấc đất thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ. Cơn mưa nặng hạt tại nghĩa trang Hàng Keo và nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu không thể ngăn bước chân của các thành viên đoàn công tác tỉnh Điện Biên trong hành trình tri ân trên đảo. Trước anh linh các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của thế hệ đi trước với những chiến công hào hùng, hy sinh thân mình cho độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữa hải đảo, mưa gió, ai ai cũng bồi hồi xúc động và cảm phục tinh thần chiến đấu quên mình của những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng các anh hùng liệt sĩ mãi mãi nằm lại yên nghỉ nơi hải đảo xa xôi. Rời Côn Đảo, đoàn tiếp tục hành trình tri ân tại các nghĩa trang, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, vùng đất lửa trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Mảnh đất Quảng Trị với những nghĩa trang liệt sĩ cùng hàng hàng, lớp lớp phần mộ liệt sĩ mà phần lớn các mộ chưa xác định được thông tin. Đó là điều khiến bất cứ người dân nào hôm nay khi đến nghĩa trang liệt sĩ cũng xúc động, rơi lệ. Hòa cùng dòng người trở về các nghĩa trang liệt sĩ những ngày tháng 7, thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Tiếng chuông ngân vang giữa hàng ngàn phần mộ liệt sĩ, giữa khói hương trầm mặc, mọi người trong đoàn lặng lẽ kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Qua hành trình về nguồn này, mọi người trong đoàn càng thấu hiểu, thấm thía hơn sự hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông để có được tự do, độc lập hôm nay. Từ đó, càng khẳng định ý nghĩa nhân văn to lớn trong hành trình tri ân vào mỗi dịp tháng 7 lịch sử. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, thì có thể nói là hàng năm thì cấp ủy, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã rất luôn quan tâm và tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, nhất là vấn đề chăm sóc đời sống vật chất của các gia đình chính sách. Và trên cơ sở đó thì tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, thắp hương tri ân tại các nghĩa trang quốc gia thuộc chiến trường Quảng Trị cũng như tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và các hoạt động tri ân tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong hành trình về nguồn, đoàn tiếp tục về với địa chỉ đỏ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giữa nắng gió và sóng biển rì rào, đoàn đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với Đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tổng tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng, đồng thời hứa sẽ noi theo tấm gương suốt đời, cống hiến vì nước, vì dân của Đại tướng, quyết tâm ra sức rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Nguyện vọng thì cũng đã rất là lâu để muốn được một lần được đến thắp hương tại mộ Đại tướng, thì lần này thì tôi đã được cùng đoàn đến thắp hương Đại tướng. Bản thân tôi là người cán bộ trong quân đội, thì cũng xin được hứa với Đại tướng là cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh để xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc miền biên cương của Tổ quốc.
trải qua chặng đường dài về với các địa chỉ đỏ lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những bước chân của thành viên trong đoàn dường như không hề mệt mỏi, mà còn nhân lên niềm tự hào về lịch sử anh hùng của dân tộc. Hành trình những ngày tháng 7 tri ân đã giúp mọi người thêm biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết, đó là ý nghĩa to lớn về việc giáo dục truyền thống yêu nước không chỉ cho cán bộ, đảng viên mà còn cho thế hệ trẻ hôm nay thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng quê hương đất nước sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa về việc giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, và đặc biệt là về vấn đề giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những truyền thống quý báu và tốt đẹp của dân tộc ta. Và nó thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như cấp ủy chính quyền các cấp đến việc là chăm lo cũng như là gì bảo vệ cái quyền lợi của các gia đình chính sách trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người có công và cũng như các gia đình thương binh liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh xây dựng bảo vệ đất nước. Và qua các hoạt động này, bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giáo dục lịch sử nhằm khơi dậy cái tinh thần yêu nước và lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Tháng 7 lịch sử, tháng 7 tri ân là dịp để những người con từ mọi miền Tổ quốc về các nghĩa trang liệt sĩ, những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đó là đạo lý mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, thể hiện truyền thống uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa. Trong hành trình tri ân tháng 7, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, từ huyện đảo Côn Đảo tới giải đất miền Trung Quảng Trị nắng lửa, và di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong. Trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác nói riêng và mỗi người dân Điện Biên nói chung, luôn biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và nằm xuống trong lòng đất mẹ. Các anh luôn sống mãi trong lòng nhân dân và dân tộc.